mọi người coi chỗ đồ nổi không? Thằng Út á đi kiếm gần chết luôn, không thấy nó đâu hết. Xong rồi cái tủ đồ nè, cái tủ đồ cái lỗ nó có tí xíu xíu à. Mà đây đó, chịu đời nổi ảnh không? Rồi ai mà kiếm ra hả? Mém tới nữa là tôi đang báo tìm mèo rồi đó. Mà có chị ra chưa? Vô đây nằm xong mày cái tủ quần áo của tôi lông không luôn. Trời đất ơi luôn à. Út, Út ơi, Út có ra ngoài không? Hả? Trời ơi, lông nè, coi lông. Trời ơi, chắc hết chỗ nằm quá, chắc hết chỗ nằm mới coi nó nằm chịu đời nổi nó không. Nằm vậy đó, nằm vậy mới chịu, đi ra ngoài. Thôi đi ra hộ mình các bạn ơi. Trời ơi, nằm mà nó tuột à, nó tuột xuống mà nó vẫn nằm nha mọi người. Giờ có đi ra không? Giờ Út có đi ra ngoài không? Hả Út? Nguyễn Thị bé Út, mẹ đâu có giỡn với con đâu, mẹ la con thiệt á. Đi ra đi, đi ra ngoài. Hay là bây giờ rớt xuống rồi nặng quá là lên không nổi nữa. Bữa nay mập lắm rồi mọi người, bữa nay gần 5kg rồi. Mập lắm rồi, giờ đâu có hả, di chuyển được nữa đâu. Mắt mũi tèm lem nè. Đi ra ngoài con, đi, đi. Đi ra ngoài chứ con làm dính lông này, lông quần áo mẹ hết. Út ơi. Dậy. Trời ơi, trời ơi, trời trời trời, chắc gãi cái tay tôi quá. Dậy. Nó lì rồi, nó lì. Dậy, ngồi dậy. Rớt hết quần áo mẹ rồi. Trời ơi, lông không luôn. Con thấy con vô duyên không? Út thấy Út vô duyên không? Hả? Nằm vậy mà nằm được đó. Nằm vậy mà nằm được. Đi ra chưa? Bước ra ngoài chưa? Đi ra ngoài. Đó. Tập cho thằng dâu nó học theo không à. Thằng dâu là cái gì mà xấu xấu là tập theo thôi. Giờ hết đồ tôi rồi nè. Bắt đền đi. Tự mà lăn lông cho tôi đi. Dâu rình đó, dâu nó rình nó bắt chước nó học theo đó. Nghĩ sao mà cái lỗ cửa có một tí xíu xíu mà cũng chui vô cho bằng được hai thằng. Cái quýnh đòn á. Đó, 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 quậy nữa đó. Bộ hết chỗ nằm, chắc hết chỗ nằm á. Chắc hết chỗ nằm rồi. Nhà này giờ không có chỗ nào cho Út nằm đúng không? Cảm thấy cái nhà này chật chội quá, không có chỗ nào để nằm đúng không? Phải không? Lâu lâu làm pha vậy đó, lâu lâu làm pha trốn tủ quần áo để đi kiếm vậy đó, kiếm nãy giờ muốn chết luôn à. Chửi mà cái mặt trơ 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 ra lì. Hai anh em đứa nào cũng lì hết, thằng kia thì tắm mưa. Nó chửi tới nó bỏ chạy. Nó động tới nó chạy rồi. Anh này thứ suốt ngày đi trốn. Nằm tủ quần áo của mẹ dơ. Lông không luôn. Mặt trơ 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 ra. Oan ức lắm hả? Ghét à?